Mùa hè vừa qua, ngoài câu chuyện mua bán cầu thủ diễn ra hết sức sôi động, thì việc thanh lọc lực lượng bằng cách không ký tiếp hợp đồng mới cũng là yếu tố rất quan trọng nơi mỗi đội bóng. Với Manchester United, họ thường nổi tiếng là câu lạc bộ tình thương khi mà những cầu thủ không có nhiều đóng góp hoặc là dính phải quá nhiều chấn thương, thì bằng một cách nào đó tất cả đều được giữ lại, gia hạn và hưởng lương cao. Nhưng với Sir Jim Ratcliffe cùng với các cộng sự, ông không muốn câu chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa. Và nhiệm vụ đầu tiên chính là quyết định tương lai của những ngôi sao sẽ hết hạn giao kèo vào mùa hè, cũng như tiến hành cân bằng quỹ lương của đội bóng. Đây mới chính là thành tựu lớn nhất mà Ineos đã mang lại ở thị trường chuyển nhượng, vì nó sẽ mang tính lâu dài và ổn định hơn. Nếu tổng kết lại phiên chợ hè, thì đội chủ sân Old Trafford đã có 6 tân binh, 10 cầu thủ được bán đi, 3 nhân tố được mang đi cho mượn, cùng với 6 cầu thủ hết hạn hợp đồng. Quả thực là nếu tính cả đầu ra lẫn đầu vào, thì Quỷ Đỏ đã thanh lý được 13 cầu thủ nhằm dọn dẹp đội hình của họ. Có thể là vẫn còn nhiều điều chưa thỏa mãn người hâm mộ, nhưng đây quả thực là một kỳ chuyển nhượng cực kỳ thành công mà ban lãnh đạo mới đã làm được, rất đáng để chúng ta chờ đợi. Trong số những nhân tố đã ra đi thì có 6 cầu thủ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ, đó là Rafael Varane, Anthony Martial, Brandon Williams, Shola Soratire, Omari Folson và Sofian Amrabat. Trong số này thì chỉ còn Cụ Mã và Brandon là chưa tìm được bến đỗ mới mà thôi. Nhưng từ đó chúng ta cũng thấy được Ineos đã thanh lọc lực lượng mạnh mẽ đến như thế nào ở thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải mới. Với những cái tên kể trên, Brandon Williams, Shola Soratire và Omari Folson đều là những tài năng trưởng thành từ Học viện Carrington, nên mức đãi ngộ của họ cũng không quá cao. Vậy nên việc chia tay chỉ là do không còn phù hợp hay chưa đạt được mức kỳ vọng mà ban lãnh đạo đã đề ra. Vậy nên họ phải tìm kiếm bến đỗ mới để có thể nâng tầm sự nghiệp của mình, vì áp lực tại nhà hát của những giấc mơ chưa bao giờ là dễ dàng. Ngoài 3 nhân tố đã hết hạn hợp đồng, thì trong số 13 cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn hoặc là bán đứt, chúng ta có những nhân tố trẻ khác như là Joe Hilgo, Radek Vitek, Maxi Odeyele, Facundo Pellistri, Will Fish, Willy Cambola hay Hannibal Maxbury. Tất cả cũng không thể khẳng định được giá trị của mình hoặc là cần trau dồi thêm kinh nghiệm cùng với trải nghiệm trước khi quay trở lại đội chủ sân Old Trafford trong tương lai. Vậy thì ngoài số tiền mà Quỷ Đỏ đã thu về được từ việc bán cầu thủ, thì còn yếu tố nào quan trọng mà chúng ta có thể nhắc đến sau phiên chợ hè vừa qua? Vâng, đó là quỹ lương của câu lạc bộ đã được thu hẹp lại đáng kể để hướng đến mục đích mà Sir Jim Ratcliffe mong đợi, đó là không cầu thủ nào vượt quá con số 200.000 bảng một tuần, trước khi tính đến mức độ đóng góp cho đội bóng. Nhiều tờ báo lớn mùa hè vừa qua đã đăng tải top 20 câu lạc bộ trả lương cao nhất châu Âu trong mùa giải 2023-2024. Theo đó thì Barcelona là đội dẫn đầu với con số 639 triệu euro, tiếp đến là Paris Saint-Germain, Man City, Real Madrid và Liverpool. Vậy Manchester United xếp thứ mấy trong danh sách này? Vâng, thật bất ngờ là đó là thứ 8, trùng khớp với vị trí tại bảng xếp hạng Premier League mùa vừa qua. Con số theo thống kê đưa ra là 381 triệu euro và nếu chỉ tính riêng các câu lạc bộ ở xứ sở sương mù, Quỷ Đỏ đang xếp thứ 4 sau Man City, Liverpool và Chelsea. Nếu so sánh với hai ông lớn của nước Anh trong nhiều năm qua là The Citizens cùng với The Cop, thì việc họ gặt hái thành tích tốt đã giúp nguồn thu vào rất nhiều từ các giải đấu, nên quá trình thương thảo hợp đồng hay là mức lương cũng vượt trội là điều dễ hiểu. Dù chỉ đứng thứ 4 ở ngoài hạng Anh trong danh sách tổng mức lương mà câu lạc bộ phải chi trả, nhưng nếu xét theo thống kê hàng tuần, không một câu lạc bộ nào so bì được với đội chủ sân Old Trafford khi đoàn quân áo đỏ chi trả đến 3.821.000 bảng Anh một tuần, vượt qua Man City với 3.705.000 và Arsenal là 3.298.000 bảng. Điều này chúng ta có thể giải thích khi mà nhiều cầu thủ Manchester United gần đáo hạn hợp đồng nên tổng lương phải trả sẽ không còn cao. Khi mùa giải 2023-2024 bắt đầu, danh sách cầu thủ nhận lương cao đã được cập nhật và tiến sĩ đã vươn lên dẫn đầu sau khi bắt đầu áp dụng hợp đồng mới vừa được gia hạn. Tân binh chen chân vào top 10 chính là Mason Mount với con số 250.000 bảng một tuần, trong khi những nhân tố còn lại thì không có gì khác biệt. Vâng, trong top những cầu thủ hưởng lương cao của Manchester United còn có Jadon Sancho, Rafael Varane, Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes
Anthony, Harry Maguire và Christian Eriksen. Điều này buộc Ineos phải có những điều chỉnh để hướng đến sự ổn định, cũng như không làm ảnh hưởng đến phòng thay đồ. Điều mà trước đây Ed Woodward đã thất bại khi trả lương trên trời cho Alexis Sanchez từ Arsenal. Chính vì vậy, họ đã quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với bộ đôi người Pháp là Raphael Varane và Anthony Martial, khi mà cả hai đều đã trải qua những vấn đề về chấn thương nghiêm trọng và thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh hơn là vào sân đóng góp cho câu lạc bộ. Thế nên thượng tầng không muốn thấy cảnh hai cầu thủ này thi đấu một trận và nghỉ 2-3 trận như vậy. Nếu như lẽ thông thường trước đây, cả hai sẽ được tiến hành gia hạn thêm khoảng 1-2 năm để tiếp tục đồng hành cùng với đội bóng, vì họ đều là những cầu thủ có thể mang lại hiệu quả nếu đạt được trạng thái tốt nhất. Nhưng với Sir Jim Ratcliffe cùng với các cộng sự, hết hạn hợp đồng, không còn khả năng đóng góp thì hãy ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Từ đó Manchester United sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lương đáng kể. Tiền vệ sinh năm 1993 hiện đang giữ mức lương là 350.000 bảng một tuần, con số cao thứ 3 tại nhà hát của những giấc mơ sau Marcus Rashford cùng với Jadon Sancho. Và nếu đội chủ sân Old Trafford chia tay cựu sao Real Madrid, họ sẽ tiết kiệm được con số 17,6 triệu bảng một năm. Đây thực sự là một số tiền rất lớn, vì với quỹ lương hiện tại sẽ không quá 200.000 bảng một tuần, thì ít nhất Quỷ Đỏ cũng bỏ ống heo được 7,2 triệu từ Varane. Với Anthony Martial, con số mà anh từng nhận tại câu lạc bộ chính là 250.000 bảng một tuần. Và theo phép tính mà chúng ta vừa thực hiện, câu lạc bộ sẽ tiết kiệm được 13 triệu bảng một năm hợp đồng của cụ Mã. Và nếu tính theo con số lương chuẩn mà Ineos đã ban hành, thì đội bóng cũng sẽ có 2,6 triệu bảng để bỏ vào ngân sách. Như vậy, với trường hợp của bộ đôi người Pháp, Manchester United sẽ tiết kiệm được khoảng từ 10 đến 20 triệu bảng trong một năm. Số tiền này sẽ còn phụ thuộc vào tân binh thay thế hai cầu thủ này sẽ hưởng mức lương là bao nhiêu. Nếu kịch khung thì câu lạc bộ sẽ tiết kiệm được khoảng 10 triệu bảng. Còn nếu deal được mức lương thấp hơn thì con số sẽ còn tăng lên thêm nữa và có thể chạm mốc từ 15 đến 20 triệu bảng. Tiếp theo chính là trường hợp của Jadon Sancho. Anh đã hoàn tất thương vụ cho mượn đến Chelsea. Sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, The Blues sẽ có nghĩa vụ phải mua đất cầu thủ 24 tuổi với giá từ 20 đến 25 triệu bảng, tùy theo thành tích của cầu thủ người Anh. Nhưng đây sẽ là con số dễ đạt được, vì điều khoản bắt buộc mua đất sẽ chỉ được kích hoạt nếu đại diện thành London đứng từ vị trí thứ 14 trở lên sau khi Premier League 2024-2025 kết thúc. Số tiền mà cầu thủ sinh năm 2000 đang được nhận tại nhà hát của những giấc mơ chính là 300.000 bảng một tuần. Và đây là con số rất lớn mà Ed Woodward đã chi trả để thuyết phục ngôi sao của Borussia Dortmund cập bến cách đây 3 năm. Quả thực là nếu vào thời điểm đó, Jadon Sancho thể hiện đúng như kỳ vọng thì con số này chẳng thành vấn đề. Nhưng quan trọng là cựu sao của Manchester City lại mang đến quá nhiều drama. Theo cập nhật từ các nhà báo uy tín ở xứ sở sương mù, Chelsea không mất phí mượn tiền đạo 24 tuổi, nhưng sẽ phải chi trả phần lớn tiền lương của tiền vệ này. Đây cũng là điều vô cùng hợp lý, vì nếu mất phí mượn, Manchester United sẽ là đội gánh lương. Nhưng đằng này thì Jadon Sancho đến The Blues miễn phí và chỉ chi tiền vào một năm tới. Đây là điều cực kỳ hợp lý, và nếu đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền lương của ngôi sao người Anh, thì Manchester United sẽ tiếp tục tiết kiệm được 300.000 bảng mỗi tuần của số 25. Như vậy, nếu tính bộ ba đang hưởng lương cao đã ra đi, thì Quỷ Đỏ sẽ bỏ túi tổng cộng là 900.000 bảng một tuần. Con số này tương đương với 43 triệu bảng một năm, một con số vô cùng lớn, và nếu chia nó ra để chi trả cho các tân binh thì cũng chẳng thể nào vượt được mức này. Đây thực sự là một dấu ấn đáng kỳ vọng mà Sir Jim Ratcliffe cùng với các cộng sự đã làm được tại phiên chợ hè năm nay. Không chỉ thu tiền về từ việc bán cầu thủ mà còn dọn dẹp rất tốt quỹ lương. Nếu các bạn nói Manchester United đủ giỏi để làm kinh tế bù vào, nhưng hãy nhìn lại danh sách này, liệu cái tên nào đóng góp xứng đáng với mức đãi ngộ mà họ nhận được? Chắc có lẽ là mỗi Bruno Fernandes cùng với Harry Maguire là xứng đáng nếu đánh giá lại toàn bộ mùa giải đã qua. Còn lại thì đều mang đến nỗi thất vọng vô cùng lớn. Từ cuối giai đoạn của Ed Woodward và khi Richard Arnold lên để thay thế, đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tiến hành quy tắc Ronaldo. Điều này xuất phát từ việc hóa đơn tiền lương hàng năm của câu lạc bộ là khoảng 228 triệu bảng, lớn nhất tại Premier League. CR7 là nhân tố được nhận đãi ngộ cao nhất khi còn ở nhà hát của những giấc mơ, với số tiền là 480.000 bảng một tuần. Dù đây là quy tắc cực kỳ hợp lý, nhưng giám đốc điều hành Richard Arnold và giám đốc bóng đá John Murtough lại làm nó không đáng kể, khi họ vẫn điều quả lương điên rồ với tiến sĩ sau thành tích 30 bàn ở mùa giải 2022-2023,
Cùng với đó là các tân binh như Casemiro, Mason Mount cũng đều lọt vào top với số tiền rất lớn. Dấu ấn lớn nhất có lẽ là việc đẩy đi David De Gea, ngôi sao hưởng lương cao nhất của câu lạc bộ. Và đến khi Sir Jim Ratcliffe chính thức tiếp quản nhà hát của những giấc mơ, ông cùng với bộ sậu sẽ tiến hành thanh lọc lực lượng và giảm quỹ lương để hướng đến sự công bằng như thông báo trước đó. Mức lương sẽ giữ đúng theo khung cố định và thành tích trên sân cỏ của từng cá nhân sẽ quyết định xem là họ được hưởng nhiều hay ít. Vậy nên từng ngôi sao buộc phải cố gắng hết mình, chứ không rung đùi để lãnh tiền như trước. Thời gian tới, các cầu thủ nằm trong top 10 hưởng lương cao nhất đội cũng sẽ phải dốc hết sức mình, hoặc là sẽ ra đi hay kết thúc hợp đồng nếu không đáp ứng được sự kỳ vọng. Marcus Rashford, Eriksen, Anthony, Mason Mount hay Harry Maguire đang nằm trong diện nguy hiểm trong vòng một năm tới. Những gì mà Ineos đang làm thực sự giúp ích rất nhiều cho đội chủ sân Old Trafford. Quỹ lương giảm đồng nghĩa với ngân sách tăng lên, và đó là cách tốt nhất để bình ổn phòng thay đồ, khi mà các tân binh mới sẽ được điều ở mức lương ngang nhau, tránh tình trạng bất ổn nơi phòng thay đồ. Điều này thực sự mang đến một màn lột xác khó tin của Manchester United và là thành tựu đáng để kỳ vọng tại phiên chợ hè năm nay. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.